Như Nguyễn, xin mời quý vị cùng đến với thông tin về an toàn thực phẩm. Dù mới đầu tháng 7 âm lịch, nhưng thị trường bán bánh trung thu đã sôi động. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Hà Nội phối hợp với đội quản lý thị trường số 17 của Quản lý thị trường Hà Nội đã vừa kiểm tra phát hiện một kho hàng chứa tới hàng chục ngàn bánh trung thu Trung Quốc nhập lậu kém chất lượng. May mà số lô hàng này đã kịp thời bị ngăn chặn trước khi tung ra thị trường. Cụ thể, tại địa điểm tập kết hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Hoàng Minh Đức tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bị lực lượng chức năng ập vào kiểm tra, phát hiện trong kho hàng của công ty này có đến 22.000 sản phẩm là bánh trung thu, bánh nướng các loại do Trung Quốc sản xuất, không có hóa đơn chứng từ và công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Các loại bánh có chủng loại đa dạng với nhân thập cẩm, nhân chè xanh, nhân trứng muối. Để qua mắt lực lượng chức năng, số hàng hóa này chủ yếu được các đối tượng giao dịch trên mạng xã hội với giá vô cùng rẻ, chỉ từ 2 đến 3 ngàn đồng một chiếc bánh. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ hàng hóa để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.